dòng này thì tầm khoảng 500 một em. Cảm ơn nhá. Thì dưới này dòng siêu phẩm này, dòng cọc to to, sù to, sù trắng này. Đây này, 15 triệu. Đây em bán 20 triệu con kia kìa. Đâu? Bán 5 triệu rưỡi. Đấy, em này giá 5 triệu rưỡi dính được. Giá 5 triệu rưỡi các bác nhé. Em này đúng lưỡi, dòng tuyền màu đấy. Sù đỏ, mặt gấu này. Nhìn hai em khác nhau. Em này đầu nhỏ hơn nhé. Khung đầu, em này đầu to. Nó tùy thuộc vào dòng khung đầu, khung gọng các kiểu hết đấy. Con này bao nhiêu nhỉ? Con này 15, con này thì 5 đúng không? Con này đồng giá hết, 5 triệu hết. Còn con này 15 triệu này. Con này là màu đầu thủ nó to. To chân tay to như con gấu luôn, móng đen. Đấy. Nhìn nó khác hẳn so với ba con kia nhé. Ba em này nó khác hẳn em này luôn. Đấy. Tuy rằng là các bố, các mẹ như là chung một nhà. Cái dòng bên này thì chắc là các đàn. Vậy là dòng sù đỏ hôm nay thì tầm giá khoảng 5 triệu đến 5 triệu rưỡi các bác nhé. Siêu phẩm lúc này bao tiền đây anh? Con này này. Con này 1,5 triệu. À con này 1,5 triệu. Nâu này 1,5 triệu anh. Nâu cái này. Nâu đỏ nhé, cũng là dòng nâu đỏ các bạn ạ. Đấy, dòng nâu đỏ dưới cái 1,5 triệu thôi á. Con này gớm phết rồi đây. Mũi nâu nhưng mà không tuyền màu thôi các bạn ạ. Đấy, đội này là, đa số là tuyền màu hết. Cái này giá 1,5 triệu này. Nhìn như kiểu sủ điên đấy. Đấy, cục cái. Hai em cái. Cái này dòng đốm lít nhiều à? Cái này không lên tai anh? Có lên tai, đang lên rồi. 4 triệu. Cái này giá 4 triệu không nhé? Dòng cổng tịt. Đấy. Mặt đen. Đang thay lông không ạ? Dòng này là cái đen đang thay lông. Còn dòng xù giá 5 triệu đến to hơn. Đấy. To hơn, nặng ký hơn, đẹp hơn. Đấy, giá 5 triệu, dòng sù đỏ. Có một em duy nhất này. 5 triệu. Đấy, nhìn dáng nó khác ngay các bác ạ. Chất lông, lại thân thể chặn to, vật vã luôn các bác ạ. Con này là 1,5 triệu á? Con nào? Hay là 2 triệu rưỡi con này này? 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Nghe nhầm thế nào? 2 triệu. Đây em nâu, dưới này là nâu nhá, màu nâu không nhá. Dòng nâu đỏ nhá, nhìn như màu đen xì ấy. Màu đen nâu đỏ luôn đấy, tím mịn luôn đấy. Màu nâu, nâu màu cà phê các bạn. Nâu sô-cô-la ấy. Đấy như em ngoài này này. Bởi vì hôm nay trời nó không nắng cho nên là nhìn nó hơi xỉn màu. Các bạn đây họ bán gà trọi, gà trọi con này, đây em khoang này, em khoang được từ tuần trước, này đẹp lắm.